Chiều 30 tháng 11, một chiếc xe khách đã lấn vào làn xe máy, cán chết một người phụ nữ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 45 phút trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Đông Hà, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Người phụ nữ đi xe máy đã va chạm với xe khách biển số 51B27522 do tài xế Thạch Nguyễn Hoàng Nam điều khiển chạy cùng chiều. Va chạm làm cho người phụ nữ ngã xuống đường, bị bánh xe khách cán chết tại chỗ. Chiếc xe khách dừng lại cách hiện trường tai nạn khoảng 10 mét trong làn xe gắn máy. Sau tai nạn, tài xế xe khách đã rời khỏi hiện trường. Nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông. Công an thị xã Di An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Trên người phụ nữ, công an tìm thấy một chứng minh nhân dân mang tên Trần Thị Tuyết, sinh năm 1959, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, chiếc xe khách nói trên được trường giáo dục chuyên biệt Hy Vọng ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thuê hợp đồng.